Đầu giờ chiều ngày 21 tháng 9, Tòa Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt bị cáo Lê Lâm Hưng, 29 tuổi, nguyên kỹ sư điện làm việc tại Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3, mức án 20 năm tù về tội cướp tài sản. Ngoài án phạt tù, bị cáo phải bồi thường thêm số tiền hơn 1,2 tỷ đồng cho công ty bảo hiểm đã hoàn trả cho ngân hàng. Theo cáo trạng, Hưng được nhận vào công tác tại Ban Quản lý Nhà máy Nhiệt điện 3, đóng tại Duyên Hải từ tháng 2 năm 2014. Do nợ nần, thiếu nợ của nhiều người vì chơi cá độ bóng đá, chiều ngày 26 tháng 4, bị cáo đã gây ra vụ cướp tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh thị xã Duyên Hải với số tiền gần 1,6 tỷ đồng cùng 35.900 đô la Mỹ. Đến ngày 6 tháng 5, Hưng bị cơ quan điều tra bắt giữ. Theo hội đồng xét xử, trong vụ cướp có một phần lỗi của ngân hàng vì công tác đảm bảo an ninh yếu kém. Khi xảy ra cướp, ngân hàng có trang bị 3 camera nhưng chỉ để giám sát nội bộ chứ không phục vụ công tác an ninh bảo vệ.